Vâng, và người dân nếu mà ở thủ đô Hà Nội vào sáng ngày hôm nay thì cũng có thể là cảm nhận được cái sự nóng bức rồi. Không biết là thời tiết buổi chiều sẽ như thế nào thì thông tin này xin được hỏi biên tập viên thời tiết Lan Chi ạ. Vâng, chị Hải Yến, thưa quý vị khán giả. Dự báo là chiều nay thì Hà Nội vẫn nắng nóng và mức độ nóng thì sẽ tương tự như chiều ngày hôm qua. Nhiệt độ lúc 10 giờ sáng nay đã là 33 độ và khả năng sẽ tăng thêm 3 độ nữa vào chiều nay lên mức nắng nóng là 36 độ. Trời nóng đến tận 7 giờ tối với nhiệt độ vẫn khoảng là 32 độ. Cùng với nắng mạnh nhiệt cao thì chỉ số tia cực tím hay còn gọi là tia UV vào trưa và đầu giờ chiều nay ở Hà Nội cũng ở mức rất cao, là mức 9 trên thang cảnh báo. Ngoài Hà Nội thì ở Hạ Long hay là Hải Phòng, chỉ số tia UV cũng ở mức cao là mức 7 và 9, gây hại cho da cũng như là mắt của chúng ta. Ngoài sử dụng kem chống nắng để bảo vệ da thì đề kháng bên trong cũng rất là quan trọng. Quý vị có thể bổ sung một số loại thực phẩm có sẵn trong tự nhiên để giúp chống lại tia từ ngoại như là cà chua chín hay là dầu ô liu. Bởi vì trong cà chua chín thì có chứa hàm lượng chất chống oxy hóa giúp bảo vệ da dưới tác động của ánh nắng mặt trời. Còn dầu ô liu thì giàu omega 3, ngoài giúp giảm nguy cơ ung thư da và giúp tăng chỉ số SPF cho da nữa. Còn về thời tiết thành phố Hồ Chí Minh, trưa nay một số nơi có mưa rào nhẹ, thế còn lại đa phần sẽ đều là nắng. Dự báo trời nắng đến khoảng 3 giờ chiều nay và ở lâu ngoài trời thì quý vị cũng sẽ có cảm giác nóng với mức nhiệt là 33 độ. Sau đó thì mưa sẽ xảy ra ở nhiều quận huyện, lượng không lớn thế nhưng cần đề phòng với gió rất mạnh. Còn bây giờ xin được mời tiếp tục với các tin tức khác của Chuyển động 24 giờ.